Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến. Hôm nay em xin giới thiệu với anh chị hai trận cờ rất hay của Mỹ nữ Lý Việt Xuyên diễn ra năm 2019, tranh vô địch cá nhân Trung Quốc. Mời anh chị xem. Trận đầu tiên, Mỹ nữ Lý Việt Xuyên cầm đỏ đi tiên, nữ tướng Đường Đan cầm đen đi hậu. Chúc anh chị xem cờ vui vẻ.将军。
Tương Duyên. Trang Duyên. Trang Duyên. Trang Duyên. Trang Duyên. Trang Duyên.
Chương trình. 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 Chưa đến đây đường đan buông cờ nhận thua, mời anh chị xem ván thứ hai, Lý Việt Xuyên cầm đỏ đi tiên, Triệu Kim Thành cầm đen đi hậu. Trận này diễn ra năm 2018, mời anh chị xem.
将军。将军。将军。
Trang chuyên. Trang chuyên. Chơi đến đây sát cục, Triệu Kim Thành buông cờ nhận thua. Video em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị xem video của em. Nếu thích anh chị, nhớ bấm đăng ký bấm chuông. Em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị. Chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video sau.